9 loại hoa tuyệt đối cấm đặt trên bàn thờ ngày Tết, kẻo tán gia bại sản, đại hạn triền miên. Quý vị thân mến, nên cắm loại hoa gì trên bàn thờ hay các loại hoa không nên cắm trên bàn thờ khi thắp hương vào dịp Tết Nguyên đán cuối năm là câu hỏi mà chắc chắn nhiều gia đình hiện nay đang băn khoăn. Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt ra đời từ lâu, thể hiện sự coi trọng cuộc sống tâm linh, coi trọng cội nguồn. Trên bàn thờ ngày rằm, ngày mùng 1, ngày giỗ chạp, lễ Tết, dù cúng mặn hay là cúng chay thì đều không thể thiếu được một bình hoa tươi. Tuy vậy, không phải gia đình nào cũng biết rõ về các loại hoa cúng bàn thờ và hoa kiêng kỵ xuất hiện ở vị trí trang trọng tôn nghiêm này. Quan niệm ngày xưa cho rằng hoa tượng trưng cho sự thanh khiết, dâng hoa cúng có ý nghĩa là dâng những điều thiện, điều tốt lành đã làm được dâng lên cúng Phật, Thánh và gia tiên. Còn đối với những tăng ni, Phật tử thì cúng hoa là thể hiện cho việc tu nhân, bởi mỗi khi thấy hoa là nhớ tới việc tu nhân thiện để tương lai mới nhận được quả báo thiện. Vì vậy, việc dâng hoa tươi khi cúng là để thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên ông bà cũng như các vị thần linh. Tuy nhiên, không phải loại hoa nào cũng có thể cắm trên bàn thờ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng đọng tinh hoa tìm hiểu về 9 loại hoa tuyệt đối cấm thắp hương ngày Tết để luôn giữ được sự tôn nghiêm trên bàn thờ của nhà mình. Thứ nhất, hoa cúc áo. Hoa cúc áo hay còn gọi là hoa cứt lợn. Đây là một loại cây nhỏ cao chừng 0,4 tới 0,7 mét. Lá hình trứng thon dài hoặc hình trứng, mép có răng cưa to và hơi lượn sóng. Phiên lá dài từ 3 tới 7 cm, rộng 1 tới 3 cm. Cụm hoa hình đầu mọc ở đầu cành, hơi hình nón màu vàng, dài 10 tới 15 mm. Quả bế màu nâu, mép có gờ, màu nhạt, dài 2,8mm, dẹt. Cây ưa ẩm và hơi chịu bóng, thường mọc lẫn trong bãi cỏ, nơi ẩm ướt, vườn hoang hoặc là bãi sông. Hàng năm, cây con mọc từ hạt vào cuối mùa xuân, có hoa quả vào cuối mùa hè, tàn lụi vào khoảng cuối thu hoặc đầu đông. Hạt nhỏ phát tán gần nên thường thấy nhiều cá thể mọc gần nhau trong tự nhiên. Cây cúc áo hiện mọc hoang ở khắp các nơi đất ẩm ở nước ta, chưa được trồng, còn mọc ở các nước khác như là Lào, Campuchia, Philippines, Miến Điện, Malaysia, Ấn Độ. Người ta cho rằng cây này có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Cây này còn được nhiều nước dùng làm thuốc, như ở Malaysia, người ta sắc lá này đắp lên đầu chữa bệnh nhức đầu. Tại Ấn Độ, người ta dùng cây này để chữa nhức đầu, các bệnh ở cổ họng và răng lợi. Theo Tavera, tại Philippines, người ta dùng rễ để làm thuốc tẩy với liều từ 4-8 gram, sắc với một bát nước. Nước sắc lá còn dùng để rửa những nơi lở ghẻ, mẩn ngứa. Cũng tại Philippines, theo Tavera, người ta dùng uống trong để làm thuốc thông tiểu tiện và có khả năng tiêu được sỏi thận. Nước ép của lá hay nước sắc của lá có thể dùng đắp lên các vết thương và vết loét. Tuy nhiên, mặc dù là bông hoa xinh xắn, màu đẹp, chữa bệnh rất tốt, nhưng chỉ cắm chơi được, chứ không thể đặt lên bàn thờ nơi có thần linh và gia tiên bởi cái tên của nó không được đẹp. Thứ hai, cúc vạn thọ. Hoa vạn thọ hay còn gọi là cúc vạn thọ là loài hoa có nguồn gốc từ Nam Hoa Kỳ, Mexico và Nam Mỹ. Chi cúc vạn thọ thuộc họ Asteraceae, cùng họ với hoa cúc. Tùy vào đặc điểm xuất xứ mà cúc vạn thọ có những tên gọi khác nhau như hoa cúc vạn thọ Pháp, cúc vạn thọ Tây, hoa cúc vạn thọ Mỹ. Loài hoa này thuộc dạng thân thảo mọc thẳng đứng và thường phân nhánh nhiều để tạo thành từng bụi có cành trải dài ra. Lá có dạng lá kép lông chim, mép hình răng cưa, thường mọc xen kẽ hoặc đối xứng nhau và ở mỗi nách lá sẽ mọc ra các nhánh phụ. Hoa vạn thọ sẽ mọc đơn lẻ trên đỉnh và có hai màu sắc chính là màu vàng hoặc màu cam. Chúng thường đơm hoa từ mùa đông cho tới mùa hạ và giữ hoa được khá lâu. Nếu hoa cúc vàng là lựa chọn hoàn hảo trên bàn thờ, thì cúc vạn thọ lại không được ưa chuộng bởi mùi hương nồng và có mùi hôi. Trong khi hoa thờ cúng trên bàn thờ gia tiên cần chọn loại có mùi thơm dịu nhẹ, thanh khiết để tăng thêm phần trịnh trọng, thể hiện lòng thành của gia chủ.
Ngoài ra, cúc vạn thọ còn là loài hoa mang ý nghĩa về sự đau buồn, sự thất vọng và lòng ghen ghét. Hoa vạn thọ còn là biểu tượng để tưởng nhớ người đã khuất nên được sử dụng để trang trí nghĩa trang và các ngôi mộ chứ không dùng trang trí trên bàn thờ. Bên cạnh đó, loài hoa xinh đẹp này là một trong những loài hoa đặc trưng của mùa xuân nên thường có mặt ở những ngày Tết của người Việt Nam. Cúc vạn thọ mang biểu tượng của sự tốt lành, sự vĩnh cửu dài lâu và sức sống bền bỉ. Vậy nên, việc trang trí những chậu hoa vạn thọ ở nghĩa trang vào mỗi dịp Tết sẽ đem đến rất nhiều những điều may mắn trong năm mới. Thứ ba, hoa ly. Không giống như những loại hoa khác, hoa ly hay còn gọi là hoa lily, người Trung Hoa gọi là hoa bách hợp, chứa đựng một nét đẹp đơn giản mộc mạc nhưng lại lôi cuốn mọi ánh mắt nhìn. Sức hấp dẫn và vẻ đẹp của loài hoa này đã được kiểm chứng trong rất nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Hoa ly có nguồn gốc trên khắp thế giới và giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong hàng chục nền văn hóa khác nhau. Điều này đã dẫn tới các chương trình nhân giống sớm, kết quả là hàng ngàn màu sắc và mẫu hoa ly khác nhau bạn có thể tìm thấy ngày hôm nay. Hoa ly có nguồn gốc trên khắp thế giới và giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong hàng chục nền văn hóa khác nhau. Trong thần thoại Hy Lạp, lily trắng được sinh ra từ chính những giọt sữa của nữ thần Hera, vợ của thần Zeus. Câu chuyện kể rằng, Herakles là con trai của Zeus với một phụ nữ bình thường. Vì muốn con trai mình có thêm sức mạnh thần thánh, Zeus để Hera ngủ say rồi đặt cậu bé ở bên cạnh nữ thần cho bú sữa. Khi Hera tỉnh dậy, bất ngờ và tức giận, bà đẩy đứa trẻ ra khỏi mình. Những giọt sữa thừa lúc ấy phun trào xuyên qua bầu trời, tạo nên dải ngân hà, còn vài giọt rơi xuống mặt đất, từ đó mọc lên những bông hoa lily trắng đầu tiên. Người La Mã và Hy Lạp cổ đại đã từng tôn vinh lily trắng lên ngôi cao nhất của các loại hoa. Trong các lễ cưới Hy Lạp và La Mã bấy giờ, người ta đội lên đầu cô dâu vòng vương miện hoa lily trắng, trang hoàng với lúa mì như biểu tượng của sự thanh khiết. Vậy mà lily cũng là biểu tượng của cái chết và được đặt trên những ngôi mộ. Ngày xưa, người ta còn tin rằng lily tự mọc trên những ngôi mộ của những người trong sạch, vô tội mà bị xử oan. Truyền thuyết Tây Ban Nha có kể rằng, ăn cánh hoa lily sẽ giúp cho người bị biến thành quái vật được trở lại thành người. Lily cũng là một bông hoa phổ biến trong văn minh Do Thái cổ và là bông hoa thiêng của người Assyria cổ. Nó từng được nhắc đến trong kinh Tân Ước. Đặc biệt là trong những dịp cận Tết Nguyên Đán như thế này thì bóng dáng của những đóa hoa ly lại càng quen thuộc và độc đáo hơn bao giờ hết. Hoa ly khá rực rỡ, thơm ngát, tuy nhiên mặc dù không được dâng lễ Phật bàn thờ gia tiên nhưng có thể được dâng ở nơi thờ thánh, nhất là nơi thờ thánh mẫu. Người ta kiêng dùng hoa ly vì sợ ly tán chia ly ở bàn thờ gia tiên. Thứ tư, hoa phong lan. Trong bức tranh muôn màu của thiên nhiên, hoa phong lan tỏa sáng với vẻ đẹp duyên dáng, kiêu sa và đầy bí ẩn. Được mệnh danh là nữ hoàng của các loại hoa, phong lan không chỉ thu hút bởi hình dáng và màu sắc đặc trưng, mà còn bởi những ý nghĩa tinh tế mà nó mang lại. Từ các nghệ sĩ tới những người yêu thiên nhiên, ai cũng đã từng bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của loài hoa này. Trong thời xa vời, ở một miền đất huyền bí, bộ lạc Aruaki có một phép màu. Họ có thể truyền dạy cho con chim Orchis, một loài chim đặc biệt biết đẻ ra những viên trứng vàng. Mỗi khi chim đẻ trứng, cả bộ lạc lại tụ tập và tổ chức lễ hội hoành tráng. Trong những dịp như vậy, thủ lĩnh Aruaki sẽ chuyển tổ chim sang một cây mới. Các thiếu nữ trong làng được giao nhiệm vụ ngụy trang và trực canh trên cây, còn những chàng thanh niên dũng mãnh ở bên dưới sẵn sàng vung vẩy giáo và mác để bảo vệ loài chim quý giá khỏi bọn xâm lăng. Nhưng một ngày, lòng trắc ẩn của một cô gái đã thay đổi tất cả. Cô yêu một chàng trai ngoại bộ lạc và vô ý tiết lộ về bí mật về trứng vàng cho anh ta. Chưa lâu sau, tiếng súng của kẻ địch vang lên, nhắm đúng vào cây nơi chim làm tổ. Mọi thiếu nữ trong làng đã leo lên cây, ôm chặt vào từng cành cây, tạo ra bức tường vững chắc để cản trở kẻ thù. Tiếng súng liên hồi vang lên giữa đêm, nhiều cô gái đã không trở lại. Tuy nhiên, bằng sự dũng cảm của mình, họ đã bảo vệ được kho báu của bộ lạc.
vào một ngày tri ân, từ cây mà những cô gái đã hy sinh rơi xuống một loài hoa có mùi hương lì lợm, màu sắc rực rỡ. Đó là hoa phong lan, biểu tượng cho tình yêu và sự hy sinh cao cả của họ. Theo quan niệm phong thủy, hoa phong lan là biểu tượng của năng lượng tích cực và may mắn. Đặt hoa phong lan trong nhà không chỉ giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực mà còn đem lại sự bình yên và may mắn cho mọi thành viên trong gia đình. Đồng thời, nó cũng giúp chủ nhân nhà có thêm động lực và thuận lợi trong sự nghiệp và công danh. Bên cạnh đó, vì đây là loài hoa đẹp bền lâu nên thường được nhiều người mua cắm trang trí dịp Tết. Nhưng dâng Phật, thắp hương trên bàn thờ gia tiên thì không nên vì hoa có nhiều màu rực rỡ. Mặt khác, chữ phong gần với nghĩa của chữ phong tình, phóng túng nên cũng không có nhiều người dùng để cắm trên bàn thờ. Thứ 5. Hoa lan móng rồng. Lan móng rồng thuộc họ nhà Na. Đây là loại cây mọc hoang dã trong tự nhiên. Chúng vốn có nguồn gốc chủ yếu từ các nước khu vực châu Phi, về sau được trồng phổ biến tại nhiều quốc gia có khí hậu nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, loài hoa móng rồng hiện vẫn chưa được nhiều người biết đến và trồng phổ biến, mà chủ yếu chỉ do những người yêu chuộng cây cảnh đem về trồng. Cây lan móng rồng là loại thân gỗ có chiều cao trung bình từ 3 cho tới 5 mét. Chúng thường mọc thành từng bụi nhỏ và sống hoang dã ngoài tự nhiên. Thân cây móng rồng có bề mặt khá trơn và thường có các vết sần hoặc lõm nhỏ ở trên thân. Thân có màu xanh đen hoặc xám đen và có các vệt trắng rất đặc trưng. Lá cây thường có màu xanh đậm, mọc so le nhau trên cùng một cành. Bề mặt của lá nổi bật các gân hình xương cá dọc theo chiều dài của lá. Hoa lan móng rồng có màu vàng đặc trưng vô cùng nổi bật. Bông hoa có từ 5 tới 6 cánh mọc rũ xuống và vuốt cong tựa như chiếc móng của loài rồng. Ngoài ra, hoa của loài lan này cũng có mùi hương vô cùng cuốn hút, ngọt ngào nên rất được yêu thích. Chúng giúp kích thích hệ thần kinh trở nên phấn khích và sảng khoái hơn. Về phong thủy, cây hoa móng rồng còn là loài cây mang lại nhiều may mắn. Chúng sẽ đem lại những điều tốt đẹp và thành công cho gia đình của gia chủ. Đặc biệt hơn cả là mùi của hoa nở, bạn sẽ cảm nhận được sự cuốn hút của chúng. Vẻ đẹp hòa cùng mùi hương sẽ giúp bạn giảm bớt mọi căng thẳng và buồn phiền. Tuy nhiên, mặc dù đây là loài hoa thơm nhưng không dùng để thờ cúng bởi cánh hoa giống móng rồng và tên gọi của hoa cũng không đẹp. Chính vì vậy mà loài hoa này không dùng để thờ cúng tổ tiên. Thứ 6. Hoa đại. Hoa đại là cây nhỡ cao từ 2 tới 3 mét, có khi là cao tới 7 mét. Thân đứng phân cành sớm, lưỡng phân hoặc tam phân. Cành mập, nhánh dễ gãy, màu xám nhạt, mang nhiều vết sẹo lá. Lá to, dày, mọc so le nhưng thường tụ tập ở đầu cành, hình mác, góc thuôn và chóp nhọn. Gân hình lông chim, đầu các gân phụ nối với nhau thành đường gân mép rất rõ, dài từ 20 tới 25cm, rộng từ 5 tới 6cm. Mặt trên xanh sẫm, mặt dưới nhạt. Hoa màu trắng ở phần ngoài, phần trong có màu vàng nhạt rất thơm, cũng có khi trộn với hồng, mùi thơm rụng xuống. Nụ hoa xoắn vặn, đài hoa nhỏ, chẳng năm cánh, ống chẳng hẹp loe ở họng, ở lông có mặt trong, nhị năm, dính vào ống chẳng, chỉ nghị rất ngắn, bầu có hai lá noãn riêng biệt. Quả đại dày 10 tới 15cm, hạt có cánh mỏng, khi chín màu đen nâu, lại có một số dạng khác có hoa trắng nhưng mép hồng và tâm vàng cũng thường trồng. Còn có loài hoa đỏ toàn cây có nhựa mủ trắng. Ở nước ta, đại được trồng từ lâu đời ở các đình chùa và ở nhiều nơi vùng đồng bằng và miền núi vì dáng hẹp và hoa thơm. Cây ưa sáng, chịu hạn tốt và gần như ít phải chăm sóc, có khi gặp phát tán hoang dại. Tuy nhiên, vốn là cây gốc nhiệt đới nên không trồng được ở vùng núi cao lạnh như Sapa, Lào Cai. Đại có khả năng tái sinh vô tính khỏe, cây trồng bằng cành thường có hoa ngay trong năm đầu tiên, cây càng lớn thì càng có nhiều hoa, một số bộ phận được dùng để làm thuốc. Hoa đại mặc dù là loài hoa thơm, màu đẹp, tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì đây cũng là loài hoa không nên để trên bàn thờ về hình dáng của hoa giống với bộ phận nhạy cảm của nữ giới. Theo sự tích của Lào thì hoa đại cũng không nên dùng trong chuyện tình yêu trai gái vì nó mang lại những điều không may mắn. Thứ 7. Hoa dâm bụt.
Dâm bụt là loài cây nhỏ cao 1-2 mét hoặc là cây nhỡ cao 4-5 mét. Thân hình trụ tròn nhẵn màu nâu xám, lá đơn móc so le, có cuống dài, hình bầu dục, gốc tròn, đầu nhọn, mép có răng cưa to, mặt trên sẫm bóng, mặt dưới nhẵn, có lá kèm với hình chỉ dài và nhọn. Hoa to, mọc đơn độc ở kẽ lá và có cuống dài, lưỡng tính. Tiểu đài có 6-7 mảnh hình chỉ, đài gồm 5 lá đài, màu lục dính vào nhau thành hình ống. Tràng có 5 cánh rời nhau, phiến rộng mỏng hẹp. Bộ nhị đơn gồm nhiều nhị dính liền nhau, bởi chỉ nhị thành một ống dài mang những bao phấn. 5 lá noãn dính nhau thành một bầu thượng 5 ô, mỗi ô chứa 2 dây noãn theo kiểu noãn trung trụ. Vòi dài nằm trong ống nhị, đầu nhụy có 5 núm, quả nang tròn chứa nhiều hạt. Ngoài ra, khoa dâm bụt là loài hoa có màu đỏ, bông cũng đẹp nhưng không dùng thờ cúng vì tên hoa chưa phù hợp. Mặt khác, khoa dâm bụt cũng thường mọc và nở ở những bụi rậm nên thường mang tới nhiều điều không may mắn. Chính vì vậy, nên hoa dâm bụt không dùng để thờ cúng tổ tiên và trang trí, trưng bày ở trong nhà. Thứ 8. Hoa phù dung. Cây hoa phù dung thường được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như mộc liên, mộc phù dung thân mộc, phù dung núi, túy tử phù dung, địa phù dung, sương giáng. Hoa phù dung xuất phát từ miền đông của Ấn Độ và sau đó được lan rộng tới các nước Đông Nam Á, đặc biệt là ở vùng phía Bắc của Việt Nam. Đây là một loài cây ưa sáng, thích môi trường có không khí mát mẻ. Chính vì vậy, cây phù dung thường trở thành điểm nhấn tươi mới cho các sân vườn, công viên và ban công nhà, góp phần tạo nên không gian xanh, thú vị và đẹp mắt. Cây hoa phù dung thuộc họ cây thân gỗ, sống lâu năm và thường mọc thành bụi, mang tới một vẻ đẹp bền vững qua thời gian. Hoa phù dung được biết đến với đa dạng loại hoa, gồm hoa đơn có 5 cánh và hoa kép có rất nhiều cánh. Khi nở, hoa phù dung tỏa sáng với những cánh hoa mỏng và xốp, tạo nên một diện mạo rạng ngời. Thời kỳ hoa nở thường rơi vào khoảng tháng 8 cho tới tháng 10, với đặc điểm độc đáo là màu sắc của hoa sẽ thay đổi liên tục trong một ngày, từ sáng trắng, trưa hồng đến tối thì đỏ sẫm. Lá của cây hoa phù dung rất to, đạt đường kính khoảng 15 cm. Chúng có màu xanh đậm, hình dáng giống trái tim và mép lá được tạo thành từ những răng cưa nhỏ. Lớp lông phủ kín ở mặt dưới lá thêm phần tạo nên sự thú vị trong cấu trúc lá của cây. Quả phù dung mang hình dáng cầu, màu vàng nhạt và được bao phủ bởi lớp lông mịn. Còn hạt thì có những nếp nhăn nhỏ mềm mại, mang lông dài, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo và phong phú cho cây hoa phù dung. Hoa phù dung không chỉ là một biểu tượng của vẻ đẹp và tinh tế, mà còn mang trong mình những thông điệp sâu sắc về cuộc sống và tâm hồn của con người. Nó là một lời nhắc nhở về sự tạm bợ trong cuộc sống, đồng thời khắc phục cho chúng ta cảm giác yêu thương và quý trọng mọi khoảnh khắc. Trong sự phù du của việc nở và tàn, hoa phù dung thể hiện một sự đồng điệu với sự thăng trầm của cuộc sống. Chúng ta thường bị cuốn vào những thăng trầm của thành công và thất bại, hạnh phúc và khổ đau. Việc hoa nở và tàn cũng thể hiện rằng chúng ta cần học cách trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé, bởi vì thời gian qua đi nhanh chóng và không bao giờ quay trở lại. Vì vậy, mặc dù hoa phù dung có tên đẹp nhưng lại mau tàn và có sự tích không hay nên cũng không được dùng trong việc thờ cúng tổ tiên và đặt trên bàn thờ. Thứ 9. Hoa nhài. Cây hoa nhài là loại cây gần gũi với cuộc sống hàng ngày của người dân từ xa xưa cho tới ngày nay. Ẩn mình trong một hình dáng đẹp, tán lá xanh mướt là những bông hoa trắng nổi bật, tỏa ngát hương thơm, mang tới một không gian nhẹ nhàng, dễ chịu cho những nơi có mặt. Hoa nhài thuộc loài cây bụi nhỏ, thân cây phân thành nhiều nhánh với chiều cao trung bình từ khoảng 30-100 cm. Hoa nhài có màu trắng tinh khôi, nhỏ xinh, thường mọc thành chùm có 3-15 bông với đường kính hoa từ 2,5-5 cm. Cây hoa nhài thường nở quanh năm nhưng ra hoa nhiều nhất vào mùa hè trong năm. Mùi hương của hoa nhài êm dịu, thoang thoảng và cảm nhận hương thơm rõ nhất vào buổi tối đêm. Đặc biệt ở thành phố Manila của Philippines, hoa nhài rất được những người sùng đạo và người hay đi nhà thờ ưa chuộng.
Những chiếc vòng này được sử dụng cho các dịp lễ như là ngày tốt nghiệp, các nghi lễ kỷ niệm, chào đón khách du lịch hay lễ cưới. Truyền thuyết cho rằng từ hoa nhài bắt nguồn từ việc một thiếu nữ nguyền rủa người đàn ông mà mình yêu bởi anh ta đã lừa dối và phản bội nàng. Vậy nên, mặc dù hoa nhài là biểu tượng trong sạch, tinh khiết, nhưng trong dân gian, đây là loại hoa không đứng đắn, hay gặp nghịch cảnh gắn liền với những câu chuyện không may mắn nên cũng không dùng trang trí trên bàn thờ ngày Tết. Thưa quý vị, người Việt Nam coi trọng tục thờ cúng tổ tiên. Thành ngữ có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tục thờ cúng tổ tiên chính là thờ cúng nguồn cội của mình, là sự ghi nhớ công ơn và là cách để chăm chút cho cái gốc của mình. Gốc có tốt thì cây mới phát triển ra hoa kết trái. Vì vậy, tiền nhân cho rằng vận nhà tốt xấu đều từ gốc mà ra cả. Người ta sinh ra có được sinh mệnh, được sống tới ngày nay là nhờ vào tổ tiên. Tổ tiên giống như gốc cây đại thụ, nuôi dưỡng để cành lá khỏe mạnh xanh tươi, tượng trưng cho con cháu phát triển. Vì vậy, nếu không có tổ tiên duy trì nòi giống, truyền từ đời này sang bao đời khác, thì cũng không có con cháu ngày nay. Tục thờ cúng tổ tiên chính là sự ghi nhớ công ơn và là cách để chăm chút cho cái gốc của mình. Gốc có tốt thì cây mới phát triển để ra hoa kết trái. Vì vậy, tiền nhân cho rằng vận nhà tốt xấu đều từ gốc mà ra cả. Người xưa có câu, ẩm thủy đương tư tuyền nguyên đầu, thực mễ đang tư nông canh khổ, hữu tiền đang tư vô tiền thời, kiện khang đang tư phụ mẫu ân. Tức là khi uống nước thì phải nhớ đầu nguồn suối, ăn cơm thì phải nhớ lúc cày cấy vất vả, giàu có thì phải nhớ lúc nghèo khổ, khỏe mạnh phải nhớ tới ân đức của cha mẹ. Bàn thờ chính là nơi để mỗi người thể hiện lòng tri ân tới tiền nhân, dạy dỗ con cháu lòng hiếu đạo. Người Việt trước đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên đa phần tục thờ cúng đều liên quan tới nông nghiệp, thường được thực hiện vào các ngày lễ âm lịch, đêm giao thừa, ngày mùng 1 Tết, Tết Nguyên Tiêu, Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, rằm tháng 7 và các ngày giỗ. Ngoài ra, trong lịch sử tín ngưỡng của người Việt, thờ cúng thần linh đã có từ lâu đời. Do cuộc sống dựa chủ yếu và tự nhiên nên người xưa lập đàn kính tế quỷ thần, mong giảm bớt thiên tai, đem đến phúc lộc. Dễ dàng nhận thấy, ngoài các ngôi đền chùa lớn nhỏ ở khắp các địa phương, thì ngày nay trong gia đình vẫn có bát hương thờ thần Phật để tiêu tai nạp phúc. Sự nghiệp thuận lợi, hưng vượng nhân đình, gửi gắm niềm tin của cả gia đình. Thần Phật được thờ trong nhà giống như người khách quý, nên người ta thường đặt ở sảnh giữa nhà, áp lưng vào tượng vững chắc và để chung với bàn thờ gia tiên. Cho dù đặt riêng hay đặt chung với bàn thờ gia tiên thì cũng đều có những nguyên tắc cần phải tuân thủ. Gia tiên là chủ nhân, thần minh là khách quý, có thể chấp nhận có chủ nhân nhưng không có khách, không được có khách mà không có chủ. Nếu vừa có chủ vừa có khách cùng chung một bàn thờ là lý tưởng nhất. Nhưng cũng không phải tùy tiện, thích đặt như thế nào thì đặt. Vì vậy, người xưa cho rằng chỉ cần nhìn vào nơi thờ cúng của gia đình cũng có thể biết gia chủ có tâm hay không. Cái tâm ở đây không được đo bằng mâm cao cỗ đầy như thế nào, vàng mã bao nhiêu mà là ở vị trí đặt bàn thờ, cách sắp xếp bàn thờ ra sao cho phù hợp, trang nghiêm và sạch sẽ. Quan niệm phong thủy thì cho rằng bàn thờ là nơi linh khí quy tụ, là chỗ để người trên dương thế liên hệ với người đã khuất. Người chết thì thành thần, thần lại là trung gian giữa trời với người. Từ đó có thể thấy khí trường của nó ảnh hưởng rất lớn tới người ở trong nhà. Nếu nơi bàn thờ sắp đặt đúng cách thì khiến người đã khuất an định mà ở lại, coi sóc phù hộ cho gia đình, nên bàn thờ cũng có những quy tắc nhất định. Dưới đây là một số quan niệm của cổ nhân về cách bài trí bàn thờ và cách lau dọn bàn thờ. Bàn thờ nên quay ra cửa chính, không nên ngược về hướng nhà. Gây âm dương tương phản, dễ gây bất trắc, nô bộc phản bội hoặc con cái không hiếu thuận, tài vận và gia vận bị ảnh hưởng. Thông thường, bàn thờ thần Phật đặt ở hướng chính hoặc quay bên trái bên phải. Hướng tốt nhất của bàn thờ là đặt ở hướng may mắn và quay ra hướng may mắn của gia chủ.
Người xưa thường chọn hướng của cửa nhà là hướng như trên đã nói, nên bàn thờ phải hướng ra cửa lớn của nhà. Bàn thờ tốt nhất nên đặt ở tầng 1, gian chính giữa nhà, quay ra cửa lớn để khi vừa mở cửa ra vào đã nhìn thấy gia tiên, tiện bề chăm sóc. Số lượng thần Phật phải là số dương do quan niệm thác vẫn như còn, tức là đã mất mà vẫn như đang còn sống, vì vậy phải dùng số lẻ. Không nên thờ cùng lúc quá nhiều thần Phật hoặc thờ cúng lúc hai thần xung khắc nhau, dễ gây loạn linh khí, khiến cho người trong nhà tinh thần bất an, dễ gặp tai họa. Nếu có đặt tượng thần Phật mà tượng ấy lại bị nứt thì nhanh chóng thay mới do tà khí xâm nhập vào. Bàn thờ có thờ chung thần Phật và bài vị tổ tiên thì thần Phật đặt ở bên trái, tổ tiên đặt ở bên phải. Nếu đặt ngược lại thì sẽ gây âm thịnh dương suy, không tốt cho phong thủy, trong nhà dễ gặp thị phi kiện tụng, bệnh tật không dứt. Thông thường, người ta đặt nơi thờ cúng tổ tiên trước rồi mới đến thần Phật. Tổ tiên được coi là chủ, thần Phật được coi là khách. Nếu mời thần Phật trước rồi mới mời tổ tiên, người xưa cho rằng như vậy sẽ khiến tổ tiên nhà mình không dám vào cửa. Bài vị tổ tiên cũng không được đặt ở cao hơn thần Phật. Bàn thờ phải có chỗ dựa lưng, tức là kê sát vách tường. Nếu có ba mặt tường là tốt nhất do linh khí được hội tụ không bị tán mất. Thông thường, độ cao của bàn thờ khoảng 4,3 thước. 5 thước, 5,6 thước. Nếu bàn thờ đặt trên đỉnh lầu thì tiền viện phía trước không được cao hơn phòng thờ. Bát hương thờ tổ tiên có tay cầm, bát hương thờ thần không có tay cầm. Vật liệu bát hương tốt nhất là dùng bằng sứ, sau đó là đến đồng, không nên dùng đá khoa cương. Độ cao của bát hương phù hợp với vị trí ích lợi, thêm đinh trên thước. Bóng đèn phía trước không nên xung với bàn thờ, không nên dùng đèn chiếu. Bàn thờ không đặt ở vị trí dưới xài nhà, nếu không có vị trí tốt hơn thì phải làm trần. Ngoài ra bên trên không được có âm thanh, ví dụ như máy điều hòa, máy hút mùi hay loa đài. Phía sau bàn thờ cũng có rất nhiều điều cấm kỵ, không được tựa vào trụ nhà, không được có cửa sổ, do không thể tụ được khí. Bàn thờ không được áp lưng vào nhà bếp, bàn thờ áp lưng vào bếp, chủ nhân sẽ dễ bị kích động, tính tình thất thường, nóng nảy, có bệnh về cột sống. Phía sau bàn thờ có nhà vệ sinh, nhà tắm, do có âm khí và xú khí nặng. Theo phong thủy thì dễ khiến cho chư thần thoái vị, chủ nhà dễ bị trúng phong, gặp ác mộng, đau lưng. Sau bàn thờ cũng không được có thang máy, cầu thang, nếu không chủ nhân sẽ dễ bị tán tải và thương tật ở lưng. Bàn thờ không được đối diện với lò, bếp, nhà vệ sinh, kể cả hướng lệch sang bên cũng không tốt. Nếu ở bên thì lấy bình phong che lại, phòng thờ không nên đặt ở nền đất vốn trước đây là nhà bếp, nhà vệ sinh do chất đất không tốt. Trên bàn thờ, kỵ đặt những vật linh tinh, dao, kéo, thuốc men, không được dùng tủ thờ làm nơi cất giữ đồ đạc hoặc bể cá, tivi, loa đài. Vật liệu làm bàn thờ nên sử dụng gỗ long mão, đàn hương điêu khắc thủ công là tốt nhất. Do các loại gỗ này tránh mối mọt có thể sử dụng từ đời này sang đời khác. Trên bàn thờ không nên đặt chậu cây cảnh, chủ yếu dùng hoa tươi để thờ phụng, tuyệt đối không dùng hoa nhựa. Thường xuyên vệ sinh xung quanh, thắp hương vào sáng và tối. Người xưa quan niệm rằng nếu khói hương bay thẳng lên là tốt, nếu cuốn thành vòng tròn hoặc tản mát là có ngoại linh đang tranh cướp. Nếu bát hương bàn thờ thần tự nhiên bốc cháy thì là may mắn, nếu bát hương thờ tổ tiên cháy thì là điểm báo hung. Nếu bàn thờ của nhà có thờ cả họ nội và họ ngoại thì họ nội đặt ở bên trái, họ ngoại đặt bên phải, nhưng phải dùng vạch sơn màu đỏ phân chia rõ ràng hoặc dùng tấm vách ngăn sơn đỏ để tránh tranh chấp nhau. Bàn thờ không nên treo trên không, không có chỗ dựa lưng hoặc trên đường đi. Bàn thờ là nơi cần được hội tụ linh khí. Khí trường bàn thờ sung mãn có thể khiến cho toàn gia đình được an lành, hạnh phúc. Nếu bàn thờ treo trên không, không có chỗ dựa lưng hoặc nơi đi lại thì dễ khiến cho người trong nhà bất an, gia vận trồi sụt, khó đoán. Bàn thờ không được sung với đường đi. Bàn thờ bị đường đi đâm thẳng vào, dễ gây bất an, tổn hại tới cung tài lộc, nhân đinh của gia đình, dễ gây tai nạn ngoài ý muốn hoặc bệnh tật tấn công.
Bàn thờ ngược với hướng nhà dễ khiến người trong nhà bất hòa, dễ gặp bất trắc, bệnh tật. Đặt ở vị trí quay sang trái hoặc sang phải của nhà, chủ nhân sẽ dễ có tâm sự phiền muộn, khó nói ra. Bàn thờ đối diện với nhà vệ sinh, chủ nhân là người vô thần, người trong nhà gặp nhiều bệnh tật đau đớn. Bàn thờ đối diện với nhà bếp dễ khiến người trong nhà hay tranh cãi những việc nhỏ, tính tình nóng nảy. Ở phía trên bàn thờ có xà nhà thì khiến cho chủ nhân dễ bị đau đầu, cuộc sống vất vả. Bàn thờ đối diện với cầu thang, chủ nhân sẽ dễ bị động dao kéo, tai nạn đổ máu. Bàn thờ đặt dưới chân cầu thang, chủ nhà là người vô thần, người trong nhà khó phát triển, các phương tiện đều không thuận lợi. Nếu đặt bàn thờ lồi lõm, không bằng phẳng, khiến cho chủ nhân gặp khó khăn trong mọi việc. Phía trên, dưới, trái, phải của bàn thờ có cửa sổ, chủ nhân sẽ dễ bị tán tài. Dưới bàn thờ không nên để các đồ phát ra tiếng động như là tivi, loa đài. Số lượng thờ thần Phật nhiều nhất là 3, không nên quá nhiều, dễ gây bất an. Bát hương thờ thần Phật có thể cho ngũ bảo, nhưng bát hương thờ tổ tiên thì không cần. Bát hương nên dùng hình tròn, không có chân đế, chất liệu bằng sứ là tốt nhất. Bát hương thông thường không nên quá đầy cho, ngày 15 âm hàng tháng rút bớt chân hương cho sạch sẽ. Bát hương thờ thần Phật nên cao hơn bát hương thờ tổ tiên, khi cắm hương cao hơn mắt người. Khi đốt hương chỉ nên đốt 1 cây, nếu có điều cần khấn nguyện thì đốt 3 cây, không nên đốt nhiều hơn dễ khiến cho tà linh theo vào nhà. Vật phẩm thờ cúng cũng cần chú ý một số điểm sau. Thờ Phật và Quan Âm chỉ được dùng đồ chay, thờ thần chủ yếu là dùng hoa quả. Hoa quả phải là số lẻ 1, 3 và 5, nếu cúng tổ tiên thì số lượng là 2 chữ số. Tết đến xuân về, việc lau dọn lại bàn thờ, bao sái bát hương không chỉ là việc làm để gia chủ đẩy hết những xui xẻo, điều không tốt đi, đón những điều tốt đẹp trong năm mới, mà còn có thể thể hiện sự hiếu kính của con cháu với tổ tiên, là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Thờ cúng ông bà tổ tiên là một tín ngưỡng rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Từ nhiều đời nay, thờ cúng tổ tiên không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là sự biết ơn, lòng hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên. Mặt khác, tập tục thờ cúng ông bà sẽ giúp thế hệ con cháu biết ơn và giữ gìn truyền thống của gia đình và dòng tộc. Trong đó, việc lau dọn lại bàn thờ, bao sái bát hương là việc làm không thể bỏ qua của mỗi gia đình vào dịp cuối năm. Hiểu một cách đơn giản thì bao sái bát hương chính là lau chùi bát hương, tỉa chân nhang và thay thế phần tro trong bát nhang. Sau đó mới tiến hành việc lau dọn lại bàn thờ tổ tiên. Đây là việc quan trọng cần làm trước khi năm cũ khép lại, đón năm mới về. Theo tín ngưỡng của các cụ ngày xưa, việc bao sái bát hương là để đẩy hết những bộn bề, xui xẻo, cái xấu trong năm cũ, đón một năm mới tốt đẹp về. Nhiều gia đình sau nghi thức cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp, các gia đình sắp xếp thời gian thực hiện dọn dẹp bàn thờ, bao sái bát hương, nhưng cũng có gia đình chọn ngày bao sái vào ngày tất niên. Bao sái bát hương được coi là việc quan trọng bởi bình thường việc động vào bát hương là điều cấm kỵ. Theo tục lệ thì việc động chạm vào đó sẽ dẫn tới việc gia đình xảy ra cãi cọ, làm ăn không thuận lợi, gặp nhiều điều không may mắn. Vì vậy các gia đình thường chọn vào những ngày cuối năm. Người Việt ta quan niệm rằng khi chết đi, linh hồn của ông bà tổ tiên sẽ đến bên một thế giới khác, nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại xung quanh chúng ta, chứng kiến những điều diễn ra hàng ngày. Do đó, việc phụng sự tổ tiên của người Việt là rất thành kính và cũng là một nghĩa vụ của con cháu. Quý vị thân mến, việc chọn đúng loài hoa để dâng cúng không chỉ giúp gia đạo bình an, sức khỏe mà còn giúp phúc lộc đầy nhà, kinh tế gia đình luôn ổn định, phất lên như diều gặp gió. Chẳng còn bao lâu nữa là năm 2024 sẽ gõ cửa từng nhà, mang theo những hy vọng và khởi đầu mới cho nhiều người. Nếu biết lựa chọn hoa cắm bàn thờ vào ngày Tết Giáp Thìn phù hợp, thần tài và thần may mắn sẽ đồng hành cùng bạn, mang tới một năm mới giàu sang phú quý, vạn sự như ý hanh thông.
cuối chương trình, xin kính chúc quý vị thành công và vui vẻ trên hành trình cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Lắng Đọng Tinh Hoa để ủng hộ thêm cho ban biên tập chương trình và được lắng nghe thêm nhiều lời dạy bổ ích và triết lý cuộc sống nhé. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.